giải năng khiếu boxing trở thành Hồ Chí Minh năm 2020. Với các cô gái trẻ đam mê này, đây thực sự là một ngày hội và cũng là những thử thách đầu tiên trên con đường boxing. Vận động viên trẻ gốc Đài Xanh này là Lê Bích Trâm, đơn vị quận 10. Bích Trâm chuẩn bị bước vào trận chung kết hạng 69kg, lứa tuổi 17-18 với đối thủ Nguyễn Hoài Phương Vi của quận 4. Người đang truyền đạt kỹ thuật cho Bích Trâm là tay đấm á quân SEA Games 30, Đỗ Nhã Uyển, một tài năng thực sự của boxing thành phố Hồ Chí Minh. Rõ ràng, với sự ủng hộ của đàn chị Nhã Uyển ở góc đài, Bích Trâm tỏ ra rất tự tin. Vậy Bích Trâm sẽ thể hiện ra sao trong cuộc so găng với Nguyễn Hoài Phương Vi? Trận đấu bắt đầu. Bích Trâm liên tiếp tung ra những tổ hợp đòn trúng đích và không ngừng nghỉ. Chúng ta cùng xem lại. Ở những giải đấu trẻ như thế này, chúng ta không thể đòi hỏi kinh nghiệm, sự già dờ cũng như kỹ năng phòng thủ ở các võ sĩ, nhất là các cô gái. Bởi đơn giản, họ là những võ sĩ trẻ. Nhưng bù lại, họ lại có sự nhiệt huyết, luôn chiến đấu với tinh thần cao để thể hiện mình, khiến các trận đấu ở võ đài trẻ luôn diễn ra rất hấp dẫn. Bích Trâm đang thắng thế với những tổ hợp đòn trúng đích. Và dĩ nhiên ở phía sau góc đài, huấn luyện viên cũng những người ủng hộ Trâm như đàn chị Đỗ Nhã Uyển rất hài lòng. Bỏ qua phương diện kỹ thuật của những cô gái, những trận hấp dẫn được tạo ra từ những võ sĩ đầy quyết tâm như thế này được xem là tiền đề để tạo ra những võ sĩ tiềm năng trong tương lai. Giống như lộ trình thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra những võ sĩ xuất sắc hiện nay như Đỗ Nhã Uyển ở đội tuyển quốc gia hay Nguyễn Thị Thu Nhi của boxing chuyên nghiệp với chiếc đài Olympic châu Á Thái Bình Dương. Như vậy là trọng tài đã quyết định cho dừng trận đấu. Bích Trâm chiến thắng bằng knockout. Tính tổng thời gian thượng đài, Lê Bích Trâm chỉ mất đúng 44 giây để vượt qua đối thủ. Và đây là trận chung kết hạng 60kg. Ở góc đài xanh là cô gái đến từ Bình Tân, Nguyễn Thị Lan Anh, và đối thủ từ góc đài đỏ là Nguyễn Phan Bảo Ngọc của quận 5. Liệu lại có một trận hòa nữa hay không? Trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và người chiến thắng là Nguyễn Thị Lan Anh.